Dạ, con kính lễ quý sư, quý cô tu nữ ạ. Dạ, kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Đã đến giờ lễ bái Tam Bảo, kính xin tất cả tắt mic cùng hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Hồng Mai thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính bảnh lễ sư Tinh Tuệ, kính lễ quý chư tăng và các cô tu nữ, kính chào quý học viên trong lớp. Hôm nay con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sắc ghi ca mê cha ru pê ghi ri si ca la phát tê chan ta lê khê quý ma nê đi pê ra thê cha ga mê ta ru a na ga ha nê ghê ha wát thùm hi khê tê phùm ma cha yam tu đê wa cha la tha la quý sa mê Yakha ganthapanaga tithanta santike yang muniwaha wachanang sathavo me sunam tu thammas sawanakalo ayam padanta thammas sawanakalo ayam padanta thammas sawanakalo ayam padanta. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sankhang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhaṃ saranang gacchami, Dutiyampi Dhammaṃ saranang gacchami, Dutiyampi Sankhang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhaṃ saranang gacchami, Tatiyampi Dhammaṃ saranaṃ gacchāmi, Tatiyampi Sanghaṃ saranaṃ gacchāmi. Iti piso bhagavā arahaṃ sammāsambuddho, Viccacchakaṇa sampanno sugato lokavido, Anuttaro purisa dhammasaratisat, Tadeva manussanam buddho bhagava tinatti me saranam anyam buddho me saranam varam etena sancha vacchena hotu me jaya mangalam uttamangena vandeham padapamsam varuttamam Buddhe yo kalito do so buddho kamatu tang mamang swakato bhagavata thammo sandhitiko akaliko ehipassiko opanayiko pacchattang vedita bovinyuhi tinatti me saranam anyam thammo me saranam varam etena sancha vacchena hotu me jaya mangalam uttamangena vandeham thammaṃ ca duvitaṃ varam thamme yo kalito doso thammo kamatu taṃ mamaṃ Supatipanno bhagavato savaka sangho Ujjupatipanno bhagavato savaka sangho Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho Samijipatipanno bhagavato savaka sangho Yadidam chattari purisa yugani at Tapurisa pukkala eisa bhagavato savaka sangho Ahunayyo pahunayyo dankhinayyo Anjalikaraniyo anuttarang punyak khetang lokasa Tinatti me saranang anyang sangho me saranang warang Etena samcha vat
Chê na hô tu mê cha ya măng ga lăng Út ta măng ghê na hoàn đề hăng Sang khánh cha đuôi thót ta măng Sang khê yô ca lý tô đô sô sang khô Ca ma tu tăng ma măng Hoàn đà ni chê tí yang sắp băng sắp bát tha nê Supatthi tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ tình Buddha rupang sakalang sada Sambuddhay attavi sancha dvada sancha sahas Sakey pancha satta sahas Sanina mami sirasa aham Te sang thammancha sankhancha Tare nana mami hang Namakara nupave naham tva sabbe upat Da we aneka antaraya divinasam tu ase sato sambuddhe pancha panya sancha chatuvi sati sahasake dasa sata sahasani nama nisirasa aham te sang thammancha sankhancha adare nanamami aham Namakara nupave naham tva sabbe upadave aneka antaraya divinasam tu ase sato sambuddhe na buddha sate atta chattali sasahasake visati satasahas Sani namami sirasa aham te sang thammanh cha sang khanh cha adare nanamami hang Namakara nupave naham tva sabbe upadave aneka antaraya divinasam tu ase sato sabbe purati maya disaya sat ta avera sukhi hom tu sap de purati maya nudisaya satta avera sukhi hom tu sap de dankhina yadisaya satta avera sukhi hom tu sap de dankhina yanudisaya satta avera sukhi hom tu sap Đề bánh chi mà giá đi xa giá sát ta A huệ ra su khi hồn tu sắp Đề bánh chi mà giá nu đi xa giá sát ta A huệ ra su khi hồn tu sắp Đề út ta ra giá đi xa giá sát ta A huệ ra su khi hồn tu sắp Đề út ta ra giá nu đi xa giá sát ta A huệ ra su khi hồn tu sắp Đề u pa ri ma ya di sa ya sát ta A huệ ra su khi hồn tu sắp Đề hết ti ma ya di sa ya sát ta A huệ ra su khi hồn tu sắp Đề sát ta A huệ ra hồn tu su khi ta hồn tu nít Đúc khà hồn tu ấp chà bách Cha hồn tu anika, hồn tu dika, yuka hồn tu aroga, hồn tu sampat, tihi samit, chan tu sukhi attanang, pariharam tu dukkha patta, chanit dukkha, payapatta, chanit payaso kappatta. Ta chanis so ka hon tu sap de pi pa ni no akasattha cha pummattha deva naga mahittika munyang no anumodan tu chirang rakkhan tu sasanang akasattha cha pummattha deva naga mahittika Punyang no anumodan tu jirang rakhan tu no garu Akasattha cha pummattha devanaga mahittika Punyang no anumodan tu jirang rakhan tu nyatayo
Akasattha japumattha devanaga mahettika punyang no anumodantu jirang nakhantu panino Akasattha japumattha devanaga mahettika punyang no anumodantu jirang nakhantu no sada Idang watano punyang asawa kaya wahang ho tu anagate kale. Sa thú. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay ạ. Kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mạ Giá, Nam mô Sang Khải Giá. Xin chào các học viên. Vì hôm nay thì học một phần mới nữa, đó là phần lộ trình tâm. Phần lộ trình tâm là một trong những phần khó trong phần cơ bản của vi diệu pháp. Cái phần này xin nhớ lúc mà còn dạy ở trên lớp, tức là dạy trực tiếp, có một số Phật tử mình học tới hết lộ trình tâm mà không hiểu gì trên, tức là họ học xong rồi họ mới nói. Cho nên nếu mà trong lúc họ đang học mà họ nói thì mình cũng biết để mình khắc phục, nhưng mà đến khi họ học xong rồi họ mới nói, đó là con học xong con không hiểu gì trên. Yeah. Thì giờ thấy là nó khó. Nó khó là vì học lộ trình tâm đó là nó đòi hỏi các tử mình phải nhớ các kiến thức căn bản mà mình đã học về tâm và tâm sở trước đây, qua những liên quan, thí dụ như là về cảnh, về sự, về người, về cõi. Nếu mà mình không nhớ được cái đó thì mình học mấy này rất khó. Rất là khó. Nên trong lúc học, nếu mình thấy chỗ nào mình người ta nói mình không biết, thật ra nếu mà các tử mình đã nhớ các phần đó rồi á thì học phần này giống như là ôn lại các phần đó. Yeah. Còn nếu mà mình chưa có nhớ thì cái phần này nó giống như là cái phần mới hoàn toàn đối với mình, nên nó sẽ khó. Yeah, nói như vậy để các tử mình khi mình học mình thấy mình đang bị khuyết cái phần nào đó thì phải nghe lại cái bài giảng trước đây. Hoặc là nếu mà có ghi chép gì đó thì mình lật ra để mình xem lại. Để mình xem lại. Bây giờ phần bài học ngày hôm nay thì mình không có phần đoạn văn Pali, nhưng mà sư muốn các Phật tử mình đọc cái phần các đơn vị của các đơn vị tâm lộ. Vì cái phần này khi mình học vì lộ trình tâm thì mình phải nhớ các đơn vị tâm này với cái ký hiệu tắt của nó. Với trong phần các đơn vị tâm lộ này thì vì nhiều bản dịch nó cũng khác nhau, cho nên mình phải thống nhất tên các từ ngữ đã được ghi ở đây, cái ký hiệu ở đây để mình học cho hiểu bài cho nó dễ. Còn nếu mà mình học ở đây mình nhớ cái ký hiệu của sách khác thì nó sẽ rất là khó. Cho nên phải nhớ theo cái ký hiệu mà người ta quy định ở trong cái bài, cái bản này. Và suốt cái phần lộ trình tâm thì các ký hiệu này luôn được sử dụng. Dạ. Cho nên bây giờ mời lớp đọc cái phần các đơn vị lộ trình tâm này. Mình có mười mấy đơn vị. Bây giờ sư đọc trước, sau đó mời lớp giơ tay lên để tập đọc. Thứ nhất đó là pha hoàng gá. Pha hoàng gá. Chữ pha hoàng gá này thì khi người ta dịch là hộ kiếp hoặc là hữu phần. Ở đây mình ký hiệu cho nó là chữ H. Mình lấy cái chữ hộ ký hiệu cho nó là chữ H. Thứ hai đó là Atita pha hoàng gá. Atita pha hoàng gá, hộ kiếp vượt qua. Thì ở đây mình
ký hiệu cho nó bằng cái chữ chữ B, đó là chữ lấy theo cái chữ vượt qua. Thứ ba đó là Pawanga Chalana, đó là hồ kiếp rung động. Tìm lấy theo cái chữ rung động, mình ký hiệu cho nó là cái chữ R. Thứ tư đó là Pawangu Pacheda, hồ kiếp dứt dòng. Thì mình lấy cái chữ dứt dòng, mình ký hiệu cho nó là cái chữ gì. Thứ năm đó là Pancha Dwara Vachana, khai ngũ môn. Thì ở đây mình ký hiệu, mình lấy theo chữ khai là chữ K, ngũ môn là năm môn, mình ký hiệu cho nó là số 5, K5. Rồi số 6 đó là Pancha Vinyana, năm thức. Thì trong năm thức này á, mỗi một lần nó sanh thì ở đây nó là cái công thức tổng quát, chứ mỗi một lần nó sanh, tâm sanh thì nó chỉ sanh một loại thức nào đó thôi. Cho nên ở đây mình ký hiệu cho nó là 1/5T, tức là một trong năm thức. Số 7 nó là Chakku Vinyana. Ở đây để ý nó là có một số mình ký hiệu bằng tiếng Việt, nhưng mà một số mình ký hiệu bằng chữ Pali, tức là năm thức. Đối với năm thức thì mình ký hiệu nó bằng chữ Pali, tại nó một số từ nó bị trùng hợp đi, cho nên mình thay đổi cái ký hiệu nó. Đặc biệt đối với năm thức thì mình ký hiệu nó là bằng tiếng Pali. Thì ở đây mình có chữ Chakku Vinyana, nhận thức. Thì ở đây mình lấy theo cái chữ chát, chữ đầu của nó, mình ký hiệu Chakku Vinyana. Thứ 8 nó là Sota Vinyana, nhị thức. Thì ở đây mình lấy theo cái chữ sát, Sota Vinyana, mình ký hiệu cho nó là chữ sát. Thứ 9 đó là Khana Vinyana, tị thức. Thì ở đây mình lấy theo cái chữ Khana, mình ký hiệu cho nó là cái chữ gác. Thay vì hai chữ thì ký hiệu cho nó một chữ thôi cho nó gọn. Số 10 đó là Chiwaha Vinyana, đó là thiệt thức. Thì ở đây mình ký hiệu cho nó là theo chữ Chiwaha, thì mình lấy chữ chát. Chữ chát. Rồi thứ 11 đó là Kaya Vinyana, là thân thức. Thì ở đây mình ký hiệu cho nó là chữ ca giá, thì mình tạm ký hiệu cho nó là chữ cát. Chữ cát. Thì đó là năm thức, thì mình ký hiệu bằng chữ Pali. Bằng chữ Pali. Các trường hợp còn lại thì mình ký hiệu bằng tiếng Việt. Thứ 12 đó là Sampatichana, là tiếp thâu. Thì mình ký hiệu cho nó là bằng chữ T. Tiếp thâu thì chữ T. 13 đó là Santirana, là quan sát. Thì mình ký hiệu cho nó bằng chữ Q. 14 đó là Vuttapanna, là xác định. Ký hiệu cho nó bằng chữ X. 15 đó là Chavana, là động lực. Mình ký hiệu cho nó bằng chữ D. 16 là Tadalampana, là na cảnh. Mình ký hiệu cho nó bằng chữ N. 17 đó là Agantuka Pawanga, Agantuka Ka Pawanga, hồ kiếp khách. Mình ký hiệu cho nó bằng chữ K. Ở đây chữ này thì nó là chữ K, còn ở đây tiếng Việt mình là chữ K, nó khác nhau. 18 là Kutichita, là tâm tử. Ký hiệu cho nó bằng chữ tư dấu hỏi. Đó là 18 đơn vị tâm lộ mà chúng ta phải nhớ. Bây giờ mời lớp giơ tay lên để mình đọc các đơn vị tâm lộ này một tí đi, rồi chúng ta sẽ nghe giảng phần khái quát về lộ trình tâm. Cô Phúc Bị Trung mời lớp đọc bài giúp xin. Dạ được thưa sư. Dạ con kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc bài ạ. Các đơn vị tâm lộ, quý quy tí chí tá. Số 1, phá quan gá hộ kiếp. Á ti tá phá quan gá hộ kiếp vừa qua. Số 3,
phá quăng gá chá lá ná hộ kiếp rúng động, phá quăng gú bách chê đá hộ kiếp dứt dòng, banh chá đoa ra quách chá ná hai ngũ môn, banh chá huynh nha ná năm thức, chắc khú huynh nha ná nhãn thức, xô tá huynh nha ná nhĩ thức. Bạch sư đẩy lên giùm con ạ. Kha ná huynh nha ná tỷ thức, chí quý hà huynh nha ná nhị thức, chí quá hà dạ chí quá hà huynh nha ná thiệt thức, ca giá huynh nha ná thân thức, sam pá tít chá ná tiếp thâu, sang tì rá ná quan sát, quốc thá bá ná xác định, chá quá ná động lực, tá đà lam bá ná na cảnh, a găng tú cá phá quăng gá hộ kiếp khách, chú tí chí tá tâm tử. Dạ con đọc xong rồi ạ. Rồi mời người tiếp theo. Mai cô Kim Cúc. Dạ, thưa sư cô xin đọc ạ. Các đơn vị tâm lộ. Số 1 là phá quăng gá hộ kiếp. Số 2 là á tí tá phá quăng gá hộ kiếp vừa ba. Số 3 là phá quăng gá chá lá ná hộ kiếp rúng động. Số 4 là phá quăng gú bắt chê đá hộ kiếp dứt dòng. Số 5 là banh chá qua ra quách chá ná khai ngũ môn. Số 6 là banh chá viên nha ná năm thức. Số 6 là chắc khú viên nha ná nhãn thức. Số 8 là sô tá viên nha ná nhĩ thức. Thưa sư đẩy lên một con. Số 9 là kha ná viên nha ná tỷ thức. Số 10 là chí quá hà viên nha ná thiệt thức. Số 11 cha vá viên nha ná thân thức. Số 12 sambatik chá ná tiếp thu. 13 sang tí ra ná quan sát. 14 vô thá ba ná xác định. 15 chá quá ná động lực. 16 ta đa làm ba ná na cảnh. 17 a găng tú cá phá găng gá hộ kiếp. 18 chú tí chít tá tâm tử. Thưa sư xin đọc xong rồi. Dạ, dạ. Xin mời đạo hữu Tiên Mã. Dạ, thưa sư xin đọc bài. Dạ, các đơn vị tâm lộ tâm, các đơn vị tâm lộ quy thí chích tá. Câu thứ nhất, phá quanh ghé hộ kiếp. Câu thứ hai, phá quanh ghé hộ kiếp vừa qua. Câu thứ ba, phá quanh ghé chen lên né hộ kiếp rung động. Phá quanh gú bách chê đá hộ kiếp giúp dòng. Câu số năm, banh ché đo ra quách chê né khai ngũ môn. Câu số 6, banh ché huynh nha ná năm thức. Câu số 7, chắc khú huynh nha ná nhĩ thức và nhãn thức. Câu số 8, sô tá huynh nha ná nhĩ thức. Câu số 9, kha ná huynh nha ná tỷ thức. Trí quá hà huynh nha ná thiệt thức. Câu 11, kê giá huynh nha ná thân thức. Câu 12, sâm bá tích chá ná tiếp thâu. Câu 13, sành tì ra ná quan sát. Câu 14, quốc thá bá ná xác định. Câu 15, trái quá ná động lực. Câu 16, tết đa lâm bá ná na cảnh. Câu 17,
A gần tú ca phá quanh ghé hộ kiếp khách. Câu 18, chú tí chích té tâm tử. Dạ thưa sư xin hết. Dạ xin mời đạo hữu Hồng Mai ạ. Dạ thưa sư con xin đọc bài ạ. Thưa sư kéo xuống giùm con ạ. Kéo lên giùm con ạ. Các đơn vị tâm lộ quy thí chích tá. Một, phá quăng gá hộ kiếp. Hai, á ti tá phá quăng gá hộ kiếp vừa qua. Ba, phá quăng gá lá phá quăng gá chá lá ná hộ kiếp rúng động. Bốn, phá quăng gá phá quăng gút bắp chê đá dứt dòng. Banh chá đoan ra quách chá ná khai ngũ môn. Sa banh chá nhà ná nhãn thức. Ha. Năm thức, bảy, chắc khú, nguyên nhà ná, nhãn thức. Tám, sô tá nguyên nhà ná, nhĩ thức. Chín, kha ná nguyên nhà ná, tỷ thức. Mười, chí quá ha nguyên nhà ná, thiệt. Mười một, ca giá nguyên nhà ná, thân. Mười hai, sam pá tít chá ná, tiếp thâu. Mười ba, sam tiến na lá ná, quan sát. 14. Bất tháp phá ná, xác định. 15. Chá quá ná, động lực. 16. Tá đa lâm bá ná, na cảnh. 17. A gan tú cá phá, quan gá tá, hộ kiếp. 18. Chú tí chích tá, tâm tử. Dạ thưa sư con đọc xong ạ. Dạ thưa sư sao con không thấy màn hình ạ? Dạ sư bị rớt mạng rồi chị ơi, sư đang vô lại chị. Ủa sao hồi nãy thấy Hồng Mai đọc phải? Đọc là tại mình dạ biết. Chị Mai đọc mời lớp đọc lại đi. Ai đọc nãy mình đọc lại bị rất mà. Các đơn vị tâm lộ quý thí chích tá. Một, phá quăng gá hộ kiếp. Hai, á ti tá phá quăng gá hộ kiếp vừa qua. Ba, phá quăng gá chá lá ná hộ kiếp rúng động. Bốn, phá quăng gú bách chê đá hộ kiếp dứt dòng. Năm, panh chá đoa ra quách chá ná khai ngũ môn. Sáu, panh chá viên nha ná năm thức. 7. Chắc khú nguyên nhà ná, nhãn thức. 8. Sô tá nguyên nhà ná, nhĩ thức. Dạ sư kéo lên nhìn con. Dạ. 9. Kha ná nguyên nhà ná, tỷ thức. 10. Chí quá há nguyên nhà ná, thiệt thức. 11. Ca giá nguyên nhà ná, thân thức. 12. Sam pá tít chá ná, tiếp thâu. 13. Sam tì rá ná, quan sát. 14. Vốt thát tá ná, xác định. 15. Chá quá ná, động lực. 16. Tá đa lâm bá ná, na cảnh. 17. A gan tú cá phá quăng gá, hộ kiếp khách. 18. Chú tí chích tá, tâm tử. Dạ thưa sư con đọc xong ạ. Ta để ý cái chữ thiệt thức là chí quá ha huynh nha ná. À, chí quá ha huynh nha ná. Nãy giờ mình đọc, nhiều người mình đọc không đúng. Chí quá ha huynh nha ná. Dạ xin mời đạo hữu An Nhiên ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Các đơn vị lỗ tâm vi thí chích tá. Một, bá quăng gá hộ kiếp. Hai, á ti tá bá quăng gá hộ kiếp vừa qua. Ba, bá quăng gá chá lá ná hộ kiếp rúng động. Bốn, bá quăng rú bách chê đá hộ kiếp dứt dòng. 5. Banh chá đo ra
Quách chá ná, hai ngũ môn. 6. Banh chá huynh nha ná, 5. Thức. 7. Chách phú huynh nha ná, nhãn thức. 8. Sô tá huynh nha ná, nhĩ thức. Chín, ga ná vinh nha ná tỷ thức. 10. Chí quá hà vinh nha ná thiệt thức. Ca giá vinh nha ná thân thức. 12. Sâm bá tít chá ná tiếp thâu. 13. Sanh ti rá ná quan sát. 14. Vót thá bá ná xác định. 15. Chá quá ná động lực. 16. Tá đa lâm bá ná nai cảnh. 17. A ganh tú cá báo quan gá hộ kiếp khách. 18. Chú tí chít tá tâm tử. Dạ thưa sư có đã đọc hết. Dạ. Ta để ý cái chữ tâm lộ với lộ tâm nó khác nhau nha. Dạ kính mời chị Diệu Thiện ạ. Dạ, con kính lãnh lễ sư, kính chào đạo tràng, con xin được lập tiếp. Các đơn vị tâm lộ, vi thí chí tá, phá vành gá hộ kiếp, á tì tá phá vành gá hộ kiếp vượt qua, phá vành gá chá lá ná hộ kiếp rúng động, phá vành gú bế chê đá hộ kiếp dứt dòng, bèn chá đòa rà vết chá ná khai ngũ môn, bèn chá vi nhà ná nằm thức, chắc phú vì nhà ná nhãn thức, sô tá vì nhà ná nhĩ thức, khà ná vì nhà ná tỷ thức, chiêu hoa vì nhà ná thiệt thức, cà giá vì nhà ná thần thức, sâm bát tích chá ná tiếp thầu sằng tì rá ná quan sát, Phốt tá bá ná xác định, chá bá ná động lực, tá bà lầm bá ná nà cảnh, à gàn tú cá phá hoành gá hộp kiếp khách, chú tí chí tá tâm tử. Dạ thưa sư con đọc xong, kính tri ân sư. Dạ xin mời đạo hữu Phước Duyên ạ. Dạ thưa sư con đọc bài ạ. Dạ, cảm ơn chị Nhung. Các đơn vị tâm lộ, quy thí chí tá, bá quan gá hộ kiếp, a tì tá bá quan gá hộ kiếp vừa qua, bá quan gá chá la ná hộ kiếp rúng động, bá quan gá gút bá chê đá hộ kiếp dứt dòng, panh chá đoà đá quá chá ná khai ngũ môn, panh chá quy nhà ná năm thức, chách khu quy nhà ná nhãn thức, sô tá quy nhà ná nhĩ thức, kha ná quy nhà ná tỷ thức, chí phu ha quy nha na thiệt thức, ca giác quy nha na thân thức, sampatichana tiếp thâu, santirana quan sát, vottapana xác định, chawana động lực, tadalambana na cảnh, agantukapawanga hộ kiếp khách, chutichitta tâm tử. Dạ thưa sư con đọc xong ạ. Dạ xin mời đạo hữu Diệu Thủy ạ. Diệu Thủy ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc. Các đơn vị tâm lộ, huynh thí chí tá, phá quan gá hộ kiếp, á tì tá phá quan gá hộ kiếp vừa qua, phá quan gá chá lá ná hộ kiếp rúng động, phá quan ú bác chê đá hộ kiếp dứt dòng, pan chá đoà ra quách chá ná khai ngũ môn, pan chá vinh nhà ná năm thức, chắc khú vinh nhà ná nhãn thức, sô tá vinh nhà ná nhĩ thức, kha ná vinh nhà ná tỷ thức, chi hòa hà vinh nhà ná thiệt thức, ca giá vinh nhà ná thân thức, sam pát tích chăn đạ chăn nạ chá ná tiếp thâu, san ti rá ná quan sát, phát thá bá ná xác định, chá quá ná động lực, ta đa làm bá ná na cảnh, a gá tú cá phá quan gá hộ kiếp khách, chú tí chí tá tâm tử. Bạch sư con đọc xong rồi, con cảm ơn ạ.
gánh túc cát. Xin mời đạo hữu Lê Quốc Cát phá quan gá. Gánh túc cá phá quan gá. Dạ con cảm ơn. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Các đơn vị tâm lộ vị trí chí tá phá quan gá hộ kiếp á ti tá phá quan gá hộ kiếp vừa qua phá quan gá cha la na hộ kiếp trúng đọc phá quan quốc bát chê đá hộ kiếp nhất dòng ban chát đoà ra quá chá ná ca ngũ môn ban chát quyền nhà ná năm thức chắc cú quyền nhà ná năm thức nhãn thức sô tát quyền nhà ná nhị thức. Già ná quyền nhà ná tỷ thức trí quá hà quyền nhà ná thiệt thức ca giá quyền nhà ná thần thức Sambati Chana, Sambati Chana, tiếp thầu, Santirana, quan sát, Uthapana, xác định, Chavana, động lực, Tada Lambana, na cảnh, Agantu cáo phát quan giá, hộ tiếp khắp, Chutichita, tâm tử. Dạ, xin mời đạo, xin mời các quý vị đọc rồi bỏ tay xuống ạ. Dạ, xin mời đạo Vũ Quang Thanh ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc phá quan gá hộ kiếp à, con xin giảm muốn các đơn vị tâm lộ quỳ thí chít tá một phá quan gá hộ kiếp hai á tì tá phá quan gá hộ kiếp vừa qua ba phá quan gá chá lá ná hộ kiếp rúng động bốn phá gần cú bách chê đá hộ kiếp sứt dòng năm bành chá đoà ra bách chá ná là khai ngũ môn bành chá quỳnh nhà ná năm thức chắc cú quỳnh nhà ná nhãn thức sô tá quỳnh nhà ná nhĩ thức. Dạ sư kéo cho con vậy ạ. Khả na quỳnh nhà na tỷ thức trì quá hà quỳnh nhà na thiệt thức cà gia quỳnh nhà na thần thức sàm ba tích trà na tiếp thâu mười ba săn tí rá na quan sát mười bốn cốt thá ba na xác định quá trá quá na động lực tá đà lâm bá ná na cảnh á gần tú cá phá quăng gá là hộ kiếp cách chú tích chí tá là tâm tử. Dạ thưa sư con đã đọc xong ạ. Dạ xin mời đạo hữu Tô Phước sư. Dạ thưa sư con đọc các đơn vị tâm lộ quy thí chích tá một phá văn gá hộ kiếp hai á tì tá phá văn quá hộ kiếp vừa qua ba phá văn gá phá quần gá chá lá ná hộ kiếp rúng động bốn phá quần gú bách chê ná hộ kiếp dứt dòng năm bành chá đò ra quách chà ná khai ngũ môn sáu bành chá quỳnh nhà ná năm thức bảy chắc khú quỳnh nhà ná nhãn thức tám sô tá quỳnh nhà ná nhĩ thức. Thưa tư sư đại chánh ga ná quỳnh nhà ná mười chi quá hà quỳnh nhà ná thiệt thức mười một k
ca giá quỳnh nhà ná thân thức 12 xăm bát tí xăm bát tít chá ná tít hầu 13 san tin rá ná quan sát 14 phốt thô phốt thá bá ná xác định 15 chá quá ná động lực 16 tá đà lầm bá ná na cảnh 17 a gan tú cá phá quăng gá cổ kiếp khách 18 chút tí chích tá tâm tử. Thì sư con hết. Dạ, xin mời đạo hữu Phương Ti ạ. Dạ bà sư, con xin đọc các đơn vị tâm độ quyết thiết chích ta. Số 1 phát ganh gác hộ kiếp. Số 2 áp tiết thắt phát quanh gác hộ kiếp vừa qua. Phát ganh gác chắc lát ná hộ kiếp rúng động. Bá quanh gút bát chê đá hộ kiếp dứt dòng. Ban cha va ra và chắc ná khai ngũ môn. Ban cha viên nát na năm thức. Chắc hút viên na nát nhẫn thức. Số tác viên na nát nhị thức. Số 9 ganap vinanna tỷ thức. Chakvaha vinanna tỷ thức. Khá giá vinanna thần thức. Sambhakti chana tiếp thầu. Sangti gana quan sát. Vô thác bà ná xác định. Chakvana động lực. Tada lam bát ná na cảnh. A rằng tu khắp phát quanh gắt hộ kiếp khắc chút xích xích tà tâm tử. Dạ con xin hết. Dạ xin mời đạo hữu Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc các đơn vị tâm lộ quy thí chích tá. Một cá quăng giá hộ kiếp. A ti tá cá quăng giá hộ kiếp vừa qua. Số 3 cá quăng giá chá la ná hộ kiếp đúng động. Số 4 cá quăng vú tắc chê đá hộ kiếp xuất tầng. Số 5 đăng chá đoa ra quách chá ná hai ngũ môn. Số 6 đăng chá vinh nha ná năm thức. Số 7 chắc hú vinh nha ná nhãn thức. Số 8 số tá vinh nha ná nhĩ thức. Dạ thưa sư, cháu màn hình giúp con ạ. Số 9 ga ná vinh nha ná tỉ thức. Số 10 chí quá ha vinh nha ná thiệt thức. Số 11 ca giá vinh nha ná thân thức. Số 12 sam tá tích cha ná tiếp thâu. Số 13 sam ti ra ná quan sát. Số 14 cốt thá ba ná xác định. Số 15 cha qua ná động lực. Số 16 tá đa năm ba ná na cảnh. Số 17 a gan tú cá pháo quăng giá cổ kiếp khách. Số 18 chú tí chích tá tâm tử. Thưa sư, con đã đọc xong ạ. Dạ xin mời quý vị giơ tay ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Các đơn vị tâm lộ quỳ thí chích tá pha quần gá hộ kiếp h 2 a tỳ ta pha quần gá hộ kiếp vừa qua v 3 pha quần gachalana hộ kiếp rúng động r 4 pha quần gubach chề đã hộ kiếp dứt dòng d số 5 bành cha đoà rà quách cha nã khai ngũ môn k 5 số 6 bành cha quỳnh nhà nã năm thức 1/5 t số 7 chắc khu quỳnh nhà nã nhãn thức C. Số 8 sổ ta quỳnh nhà nã nhĩ thức S. Số 9 khà na quỳnh nhà nã tỷ thức G. Số 10 chi quá hà quỳnh nhà nã thiệt thức G. Số 11
Cà giá quỳnh nhà ná thân thức. Cà số 12. Sầm bát tích chá ná tiếp thâu. T số 13. Sần tỷ ra ná quan sát. Quyêu số 14. Phốt tháp bát ná xác định. X số 15. Cha quá ná động lực. D số 16. Ta đà lầm bát ná na cảnh. N số 17. À gàn túc phá hoàn gác. Hộ kiếp khách ca số 18 chú tít chít ta tâm tử ử. Dạ thưa sư con đã đọc xong. Dạ con kính tri ân sư ạ. Dạ chắc hết người muốn đọc rồi thưa sư. Rồi bây giờ chúng ta vào phần bài học khái quát về lộ trình tâm. Trước tiên chúng ta nói về lộ trình tâm chất tâm vị thí. Lộ trình tâm thì mình sẽ có hai trường hợp. Thứ nhất đó là lộ trình tâm ngũ môn bành giá đoà rã chất tâm vị thí. Tức là lộ trình tâm mà diễn ra ở trong trường hợp đó là qua nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, tức là do thấy nghe ngửi nếm đụng. Thứ hai đó là lộ trình tâm ý môn gọi là mano dvara citta vithi. Lộ trình tâm ý môn này đó là có thể xảy ra tiếp nối với lộ trình tâm ngũ môn, hoặc là nó xảy ra riêng lẻ. Ví dụ như là trong lúc mà mình suy nghĩ về một cái điều gì đó thì có thể là lộ trình tâm ngũ môn riêng lẻ, nó không liên quan đến lộ trình tâm ngũ môn. Thì đó là hai loại lộ trình tâm. Ở bài này thì chúng ta sẽ học khái quát về lộ trình tâm ngũ môn trước. Thì mình có phần 1 đó là định nghĩa. Thứ hai đó là cảnh của lộ trình tâm ngũ môn. Ba là các đơn vị tâm lộ. Bốn là hai thời của lộ trình tâm ngũ môn. Năm đó là cách tính chặng tâm và tâm lộ. Sáu là các tâm có mặt trong lộ tâm và số lượng lộ tâm. Bảy là lộ tâm ngũ môn xảy ra ở các cõi. Tám là lộ tâm ngũ môn. Xin lỗi, 7 là lộ tâm ngũ môn xảy ra ở hạng người. 8 là lộ tâm ngũ môn xảy ra ở các cõi. Thì ở trong phần bài lộ trình tâm, thường là mình sẽ tìm hiểu qua các mục này. Ở đây thì bài khái quát giới thiệu cho chúng ta biết như vậy. Mà đến khi mình học chính thức từng lộ trình tâm, thì chúng ta sẽ học tìm hiểu qua các mục này. Thì từ cái bài khái quát này á, thì chúng ta về chúng ta có thể xem lại cái phần nào mà mình thấy là mình chưa có nắm được, là mình sẽ đón để mình xem trước, nghe lại những bài giảng trước đây. Ví dụ như là mình thấy là cái phần người nè, phần cõi nè, trước đây là mình đã học rồi. Mà mình thấy là mình chưa nắm được phần này thì chúng ta phải nghe lại phần đó. Rồi ví dụ như là các tâm có mặt trong lộ tâm và số lượng lộ tâm. Thì cái phần này tâm mình đã học rồi. Ví dụ như là tâm tham nó có mặt ở cõi nào, ở những lộ trình, thì khi mình biết ở cõi nào thì nó có thể xảy ra ở những trường hợp lộ trình tâm nào. Chỉ có phần cái trạng tâm, tâm lộ thì cái phần này nó cũng đơn giản, cái phần này là phần mới. Các đơn vị tâm lộ này là mình đã học xong, nó liên quan đến phần sự. Cảnh của lộ trình tâm thì nó khác hơn cái cảnh mà mình học hôm trước là 6 cảnh hoặc là 21 cảnh. Một cái cách gọi khác thôi, thật ra nó cũng chẳng khác gì. Tức là nó có một cái tên gọi khác như vậy thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết. Tức là định nghĩa về lộ trình tâm ngũ môn. Mình có hai định nghĩa. Một đó là lộ trình tâm ngũ môn, đó là tiến trình tâm mà sanh khởi qua
lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt và lộ thân. Tức là khi nào mà mắt mà thấy cảnh sắc sanh lên tâm tham hoặc là tâm sân, tâm si hoặc là tâm thiện, thì lúc đó là lộ trình tâm ngũ môn đang, lộ trình tâm ngũ môn đang diễn ra ở trong trường hợp đó là lộ nhãn. Khi mà nghe âm thanh phát sanh tâm tham, tâm sân hoặc là phát sanh tâm thiện, thì đó là lộ trình tâm ngũ môn đang diễn ra ở trong trường hợp là lộ nhĩ môn. Ở trong trường hợp mà mình ngửi mùi, bây giờ mùi thơm hoặc mùi thúi, rồi sanh tâm khó chịu hoặc là dễ chịu, thì đó là lộ trình tâm ngũ môn đang diễn ra ở trong trường hợp đó là lộ tỷ môn. Rồi thiệt môn, khi mà chúng ta ăn vật thực hợp khẩu vị hoặc là không hợp khẩu vị, làm cho mình khó chịu hoặc là dễ chịu, thích thú, để tâm tham sanh khởi chẳng hạn, thì lúc bây giờ đó là lộ trình tâm ngũ môn đang diễn ra ở trong trường hợp đó là thiệt môn. Khi thân xúc chạm, ví dụ như là trời nắng nóng làm cho mình bị nóng nực khó chịu, hoặc là trời lạnh làm cho mình lạnh khó chịu, thì lúc bây giờ đó là lộ tâm ngũ môn đang diễn ra trong trường hợp đó là thân môn. Thì đó là gọi là lộ trình tâm ngũ môn là như vậy. Cái trường hợp thứ hai đó là gọi là lộ trình tâm ngũ môn á, là vì đó là tiến trình tâm diễn ra, diễn biến của tư tưởng, tức là về mặt tâm lý trong đời sống qua năm môn. Tư tưởng ở đây tức là qua bốn uẩn, bốn danh uẩn là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Là trong trường hợp này nó chỉ diễn ra đối với bốn danh uẩn. Còn sắc uẩn thì nó có cái tiến trình diễn ra của sắc, một phần khác riêng biệt. Còn lộ ngũ môn hoặc là lộ ý môn thì nó chỉ diễn ra, xảy ra đối với bốn danh uẩn, tức là thọ, tưởng, hành, thức. Thì nó là phần định nghĩa về lộ trình tâm ngũ môn. Phần thứ hai đó là cảnh của lộ trình tâm ngũ môn. Trước đây nó làm học về cảnh, là nếu nói ngắn gọn thì có sáu cảnh, đó là cảnh sắc rupa ramana, cảnh thinh sada ramana, cảnh mùi hay là cảnh khí gantha ramana, cảnh vị rasa ramana, cảnh xúc phottapa ramana, cảnh pháp thamma ramana. Hoặc là nếu mình học chi tiết thì nó có 26 cảnh. Là trong đó thì cảnh pháp nó được chia ra ở nhiều trường hợp khác nhau. Thì từ 6 cảnh này, khi mà nó diễn ra ở trong lộ ngũ môn á, nó có một cái tên gọi khác nữa, đó là nó chia ra thành 4. Một đó là gọi là cảnh lớn, gọi là Ati Mahanta Ramana. Thứ hai đó là cảnh, xin lỗi, thứ nhất là cảnh rất lớn, gọi là Ati Mahanta Ramana. Thứ hai đó là gọi là cảnh lớn, Mahanta Ramana. Thứ ba đó là cảnh nhỏ, Parita Ramana. Và thứ tư đó là cảnh rất nhỏ, Atiparita Ramana. Tức là từ 6 cảnh, lúc 5 cảnh mình bỏ cảnh pháp đi, tại cảnh pháp thì nó xảy ra trong trường hợp lộ ý môn. 5 cảnh lúc nãy đó, thì khi mà nó xảy ra đối với 5 môn á, thì 5 cảnh đó nó được chia ra ở 4 trường hợp này: cảnh rất lớn, cảnh nhỏ và cảnh rất nhỏ. Cảnh rất lớn là sao? Ví dụ như là cảnh sắc, cảnh sắc
chúng ta thấy là có những trường hợp cảnh sắc á, chúng ta thấy nó bình thường, nhưng mà có những trường hợp cảnh sắc á, nó có sự thu hút, làm cho mình thấy mình, tức là nó có sự tác động mạnh đối với tâm mình. Thì ở trong trường hợp mà tâm mà tác động mạnh nhất thì người ta gọi là cảnh rất lớn. Rồi trong trường hợp mà tâm mà cảnh mà sinh khởi có tác động vừa thì người ta gọi nó là cảnh lớn. Còn nhỏ thì gọi là, tức là có tác động tâm rất là yếu. Ở trong trường hợp này là nó không xảy ra được một lộ trình tâm, tức là không xảy ra đến trường hợp mà tâm động lực để có thể tạo nghiệp, hoặc là rất nhỏ, tức là nó chỉ xảy ra đối với trường hợp đó là chỉ làm cho tâm rúng động thôi, chỉ làm cho tâm rúng động thôi. Thì đó là bốn loại cảnh trong lộ trình tâm. Thì khi mà chúng ta học chi tiết á, thì nó sẽ có những trường hợp, ví dụ như là đối với cảnh rất lớn, nó sẽ có những trường hợp lộ trình tâm xảy ra như thế nào. Rồi cảnh lớn, nó có những trường hợp lộ trình tâm xảy ra như thế nào. Rồi tương tự đối với cảnh nhỏ hoặc là cảnh rất nhỏ. Nhưng mà quan trọng thì chỉ ở hai trường hợp, đó là cảnh rất lớn và cảnh lớn. Vì hai trường hợp này đó là nó liên quan đến việc tạo nghiệp, liên quan đến còn hai trường hợp sau á, vì nó không có diễn ra được đầy đủ lộ trình tâm mà cho đến khi mà có tâm động lực xử lý cảnh để tạo ra nghiệp. Quan trọng là ở hai trường hợp đầu. Rồi một cái phân biệt nhỏ mà chúng ta cần phải để ý, vì ở trong các bản dịch ấy, thì dịch cũng khác nhau, mà đây mình căn cứ trên chữ Pali và mình sử dụng nó để mình thống nhất. Đó là chữ tâm lộ và lộ tâm. Chúng ta thấy là những khi ở trong tiếng Việt mình thì các bản dịch cái chữ lộ tâm thành tâm, lộ tâm lộ thành lộ tâm. Cho nên bây giờ mình cứ căn cứ vào chữ Pali để mình dịch nó cho nó dễ. Thì ở đây cái chữ tâm lộ mình dịch từ cái chữ là vi thí chi tá. Vi thí chi tá là chữ tâm lộ, tức là để chỉ cho cái sát na tâm mà diễn ra ở trong lộ trình tâm đó. Cho nên cái chữ tâm lộ nó còn được gọi một cái cách khác, đó là sát na tâm khana chi tá. Thường là mình sử dụng phổ thông á, mình thường là mình chỉ nói là sát na, một sát na tâm, hai sát na tâm. Nhưng mà trong cái thuật ngữ của vi diệt pháp ở trong lộ trình tâm á, thì cái tên của nó được gọi là tâm lộ, gọi là vi thí chi tá. Cái thứ hai đó là lộ tâm. Lộ tâm tức là một cái tiến trình tâm mà diễn ra giống như nãy, ví dụ như mắt thấy cảnh sắc, rồi sau đó đó là khai ngũ môn, tiếp thâu quan sát, xác định động lực na cảnh. Ví dụ vậy, thì cái cách diễn ra một lộ trình tâm như vậy thì người ta gọi nó là chí tá vi thí. Chí tá vi thí. Thì đó là chúng ta để ý để không bị nhầm lẫn trong trường hợp nào gọi là tâm lộ, trong trường hợp nào gọi là lộ trình tâm. Lộ trình tâm là một tiếng trình tâm diễn ra. Còn lộ tâm tức là tên của từng sát na tâm trong lộ tâm đang diễn ra đó. Phân biệt nó vậy. Rồi phần 3 đó là các đơn vị tâm lộ. Phần 3 các đơn vị tâm lộ. Các đơn vị tâm lộ thứ nhất đó là phó quan các hồ kiếp. Khi mà học cái chữ phá quan các hồ kiếp ở đây đó, chúng ta phải nhớ là ở trong phần các bài học mà mình học về sử, học về sử, chúng ta thấy là
khi mà tâm nào làm việc tục sinh thì tâm đó nó làm việc khổ kiếp và việc tử. Chúng ta phải nhớ được cái phần đó thì chúng ta mới biết là hộ kiếp ở đây là để chỉ cho những tâm nào. Dạ, hộ kiếp ở đây là chỉ tâm nào. Thì cái hộ kiếp ở đây tại chỉ cho tâm, tại tâm nào làm việc tục sinh, tâm đó làm việc tử và làm việc hộ kiếp. Như vậy tâm hộ kiếp ở đây đó là mình sẽ có là 19 tâm. Tức là trong đó mình có tâm quan sát thọ xả, quả thiện, quả bất thiện, tâm quan sát thọ xả, quả quả thiện, rồi tám tâm đại quả là 19 tâm quả, bốn tâm quả, năm tâm quả sắc giới, bốn tâm quả vô sắc giới. 19 năm đó là làm việc hậu kiếp vì nó làm việc tục sinh, cho nên nó làm luôn cả việc hậu kiếp và việc tử. Thứ hai đó là tỳ tắc quan gát, thật ra là nó cũng là cái tâm trước đó. Dạ, nhưng mà vì bây giờ nó làm cái công việc khác cho nên nó có một cái tên khác, nó giống như là một người làm nhiều việc. Làm nhiều việc ở đây thì nó làm việc hậu kiếp, nhưng mà ở đây nó là làm việc hậu kiếp vừa qua, vẫn là tên tâm đó. Rồi nó còn thêm cái công việc nữa đó là phó quan gá cha la ná, hậu kiếp rung đồng. Rồi nó còn làm thêm một cái công việc nữa đó là phó quan gú bái chê đá, hậu kiếp giết chồng. Bốn trường hợp này là 19 tâm mà mình mới kể lúc nãy. Nhưng mà một hệ tâm, tâm cái tâm hậu kiếp này, ví dụ như là tâm hậu kiếp này là tâm đại quả, thọ xả, quả thiền, thì các tâm còn lại nó cũng là cái tâm đó. Nó là một loại tâm đó thôi. Rồi, tiếp theo đó là tâm khai ngũ môn, bình chá đoà rào và chá. Tâm khai ngũ môn thì hôm trước mình học rồi. Tâm khai ngũ môn nó có phần sự, đó là trong phần sự đó. Tâm khai ngũ môn thì nó làm việc đó là khai mở lộ ngũ môn, để cho cảnh đi vào và từ đó tâm sinh khởi. Panh chá vi nha ná, năm thức. Năm thức ở đây đó là chỉ cho nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Năm thức thì năm thức là ở dưới đây phần liệt kê chá khu vi nha ná, nhãn thức. Nhãn thức ở đây mình chỉ cho hai loại tâm, tức là vừa nhãn thức thọ xả quả bất thiện mà nhãn thức thọ xả quả thiện. Rồi tương tự đối với trường hợp nhĩ thức, cũng là nhĩ thức thọ xả quả thiện, nhĩ thức thọ xả quả bất thiện, tỷ thức thọ xả quả thiện và tỷ thức thọ xả quả bất thiện, thiệt thức thọ xả quả thiện và thiệt thức thọ xả quả bất thiện, thân thức thọ xả quả thiện và thân thức thọ xả quả bất thiện. Tức là nó đều có hai cả. Tiếp thâu thì có là cũng là tiếp thâu thọ xả quả thiện và tiếp thâu thọ xả quả bất thiện. Quan sát thì có ba tâm. Ba tâm làm việc quan sát đó là tâm quan sát thọ xả quả thiện và tâm quan sát thọ xả, lỗi tâm quan sát thọ xả quả bất thiện và tâm quan sát thọ xả quả thiện, rồi tâm quan sát thọ xả thọ hỷ quả thiện. Mình có ba trường hợp. Bút thấp á, xác định tâm là việc xác định ở đây đó là tâm tâm khai ý môn. Tâm khai ý môn nó làm hai công việc, tức là làm việc mở lộ ý môn, mở cửa cho lộ để cảnh đi vào lộ ý môn, mà nó cũng làm việc đó là xác định cảnh. Rồi cháu ná đó là những tâm mà xử lý cảnh, là động lực. Thì hôm trước mình đã học các tâm nào mà làm việc động lực, chúng ta phải nhớ nó thì học bài này nó mới dễ, nếu không thì nó sẽ rất là khó. Đó là các tâm động lực. Thí dụ như ở động lực dục giới thì chúng ta có đó là
12 tâm bất thiện là làm việc động lực. Rồi 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại tố. Ở sắc giới và vô sắc giới thì có là 5 tâm thiện sắc giới và 5 tâm tố sắc giới. Ở vô sắc giới thì có là 4 tâm thiện vô sắc và 4 tâm tố vô sắc. Ở tâm siêu thế thì cả 40 tâm siêu thế chỉ làm việc động lực. Thì chúng ta thấy là các phần này là hôm trước mình đã học hết. Yeah, coi như là xin nói để ôn lại thôi. Mà nếu mà mình không nhớ thì nó được xem như là bài mới hoàn toàn. Dạ, yeah, thật ra là các phần này là chúng ta đã học xong hết. Dạ. Ta là làm ban nát, na cảnh là tâm mà làm việc hưởng cảnh dư. Tâm na cảnh thì mình có 11 tâm làm việc na cảnh. Trong đó mình có 3 tâm quan sát, 3 tâm quan sát và 8 tâm đại quả làm việc na cảnh. Yeah. Hộ kiếp khách này á, nó cũng là dạng tâm hộ kiếp mà mình kể lúc nãy, nhưng mà ở đây cái hộ kiếp khách này nó có cái giới hạn hơn, tức là nó chỉ cho là 5 tâm hộ kiếp mà thọ xả, trong đó có 4 tâm 4 tâm này quả thọ xả và tâm quan sát thọ xả quả thiền. Nó chỉ cho 5 tâm đó. Thì cái phần chi tiết chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Còn là tâm tử thì nó giống như là tâm tục sinh và tâm hộ kiếp lúc nãy. Tức là nếu mà tâm tục sinh có bao nhiêu, tâm hộ kiếp có bao nhiêu, thì tâm tử nó cũng có bao nhiêu. Nó cũng giống nhau. Tức là mình cũng có 19 tâm làm việc tử. Dạ. Đây là phần ôn lại những bài học mà chúng ta đã học xong. Và trong lộ trình tâm á, là chúng ta phải tính cho ra mấy cái này khi người ta đưa ra một cái lộ trình tâm. Yeah. Thì mà có liên quan đến đơn vị nào thì mình phải nhớ được các loại tâm đó thì nó mới gì. Yeah. Đó là phần 3. Phần 4 đó là nói về hai thời của lộ trình tâm ngũ môn. Tức là trong lộ trình tâm ngũ môn á, nó diễn ra trong hai thời. Thứ nhất đó là lộ trình tâm ngũ môn diễn ra trong thời bình nhật, và lộ trình tâm ngũ môn diễn ra trong thời cận tử. Thời bình nhật ở đây tức là sau cái lộ trình tâm tục sinh, các loại tâm, các lộ trình tâm còn lại khi mà nó xảy ra ở lộ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thì nó được đều được xem đó là lộ trình tâm ngũ môn diễn ra trong thời bình nhật. Dạ. Yeah. Còn lộ trình tâm thời cận tử nó chỉ diễn ra đó là, tức là khi mà lộ trình tâm này xảy ra là mình chết. Nó chỉ có một lộ trình tâm thôi, nó chỉ xảy ra một lộ trình tâm là mình chết. Dạ. Yeah. Cho nên ở trong đời sống hàng ngày của mình á, phần lớn đó là lộ trình tâm ngũ môn thời bình nhật là xảy ra nhiều nhất trong nghe, ngửi, thấy, nếm, đụng. Lộ trình tâm này hầu như là diễn ra liên tục, và nó một phần là nó được tiếp nối bởi lộ ý. Thì đó là nói về hai thời của lộ trình tâm ngũ môn. Chúng ta sẽ tìm hiểu từng chi tiết từng phần này sau. Thứ ba đó là cách tính chặn tâm và tâm lộ. Cái này khái quát thôi, phần chi tiết chúng ta sẽ học kỹ hơn, mình sẽ dễ hiểu hơn. Ví dụ như là mình có một cái lộ trình tâm ngũ môn thời bình nhật cảnh rất lớn, chỉ có một khẩu phần vượt qua. Yeah. Thì bây giờ là chúng ta thấy là khi mà chúng ta đọc cái này là chúng ta phải nhớ cái ký hiệu của nó.
bây giờ người ta toàn biết ký hiệu không, mà mình không như cái ký hiệu lúc nãy là coi như là mình thua, người ta nói gì mình cũng không có biết. Dạ. Thì ở đây mình có hữu phần vừa qua, hữu phần rung động, hữu phần viết dòng. Ở đây là khai ngũ môn. Ở đây là một trong năm thức, tức là nó có thể là nhãn thức, nhĩ thức, tỳ thức, thiệt thức, thân thức. Và có thể là thiện hoặc là bất thiện. Rồi sau đó là tiếp thâu, quan sát, xác định và bảy động lực. Cái chữ 7D ở đây á, tức là nó chỉ cho 7 sát na liên tục. Nhưng mà vì ở đây mình muốn giữ nó lại một hàng cho nên mình mới ký hiệu nó bằng số 7 và chữ D. Tức là 7 lần, 7 sát na. Rồi sau đó nó là 2 na cảnh. 2 na cảnh tức là cũng 2 sát na tâm na cảnh. Như vậy một lộ trình tâm á, mà diễn ra đầy đủ thì nó chỉ có 17 sát na tâm hay là 17 tâm lộ khách quan. 17 tâm lộ khách quan. Tâm lộ khách quan đó là nó được tính từ tâm khai ý môn. Từ tâm khai ngũ môn. Từ tâm khai ngũ môn. Thì ở đây mình sẽ có nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. 57 là 10, 57 là 10, 57 là 10, 57, 12 hả? 57, 12. 14, ủa, 17 sắc na, 14 sắc na, đó chắc 17 là, xin lỗi. 17 sát na là mình tính bắt đầu, tức là khi mà tâm có sự tác, cảnh có sự tác động vào tâm, tức là bắt đầu từ từ tâm hữu phần vượt qua, hữu phần vượt qua, tức là bình thường là tâm mình nó sẽ ở cái trạng thái này, trạng thái hữu phần. Và chính cái trạng thái hữu phần này á, nó làm cho mình người sống nó khác với người chết. Cái hữu phần này nó có vai trò đó là duy, hoặc là hộp kiếp khách này, cái hộp kiếp này nó có vai trò đó là gìn giữ cái kiếp sống của tâm pháp và sắc pháp. Ở đây là nó trong trường hợp là sắc tâm pháp. Rồi khi mà có cảnh tác động, một số sách thì người ta không có biết cái hữu, người ta không có đưa cái hữu phần, cái hộp kiếp này vào trong đây để mình thấy được đó là khi mà một lộ trình tâm diễn ra thì nó có chỉ có 17 sắc na. Nhưng mà đây sư viết thêm như vậy để mình biết đó là bình thường là tâm nó sẽ ở cái trạng thái này khi mà chưa có cảnh tác động, và khi mà có cảnh tác động liền thì nó lập tức nó có cái hữu phần vượt qua, rung động, nhiếp dòng. Và ba sát na này thì nó thuộc về sát na tâm chủ quan, và 14 sát na còn lại gọi là sát na tâm khách quan. Thì ở trong phần tính chặn tâm và tâm lộ thì người ta chỉ tính phần các sát na tâm khách quan, tức là từ tâm khai ngũ môn. Phần tính chặn tên của một sát na thì được tính theo một chặng, còn tâm lộ hãy có bao nhiêu tâm lộ thì người ta đếm nó bấy nhiêu. Ví dụ bây giờ mình tính chặng thì mình sẽ thấy là ở đây khai ngũ môn là một, đặt ví dụ như ở trong trường hợp này nó là lộ nhãn thức thì nó tâm nhãn thức là 2, tiếp thâu là 3, quan sát là 4, xác định là 5, động lực là 6 và na cảnh là 7. Như vậy ở trong lộ trình tâm này nó chỉ có 7 chặng. 7 chặng. Rồi bây giờ mình xem coi nó có bao nhiêu tâm lộ hay là bao nhiêu sát na tâm thì mình sẽ đếm nó. Bắt đầu từ tâm khách quan, nhớ người ta chỉ tính từ tâm khách quan. Đó là khai ngũ môn là 1,
nhãn thức là 2, tiếp thâu là 3, quan sát là 4, xác định là 5. 5 với 7 là 12, 12 với 2 là 14. Như vậy thì nó có 14 tâm lộ, có 7 chặng nhưng mà 14 tâm lộ. À, 7 chặng 14 tâm lộ. Ở trong trường hợp thứ hai thì ví dụ người ta cho mình đó là một lộ trình tâm ngũ môn, thầy bình nhật cảnh lớn có 2 hoặc 3 hữu phần vượt qua. Thì ở đây mình sẽ tính tâm lộ bằng bắt đầu từ tâm khai ngũ môn. Thì ở đây khai ngũ môn là 1. Vô ở đây là nhị thức. Nhị thức là 2, tiếp theo là 3, quan sát là 4, xác định là 5, 7 động lực là 6. Như vậy ở trong lộ trình tâm này nó chỉ có 6 chặng tâm. Bây giờ mình sẽ tính lại phần tâm lộ. 1, 2, khai ngũ môn là 1, nhãn hoặc là nhị thức ở đây thí dụ vậy thì nó là 2, tiếp theo là 3, quan sát là 4, xác định là 5. 5 với 7 động lực thì là 12. Như vậy ở trong lộ trình tâm này nếu mình tính chặng thì nó chỉ có 6 chặng, nhưng mà nếu mình tính tâm lộ thì nó có 12 tâm lộ. À, 12 tâm lộ thì đó là các tính chặng tâm và lộ tâm. À, thứ hai đó là phần thứ sáu, đó là các tâm có mặt trong lộ tâm và số lượng lộ tâm. Tức là mình xem coi ở trong lộ tình tâm này khi mà nó xảy ra như vậy á thì nó có bao nhiêu tâm và nó có bao nhiêu lộ tình tâm diễn ra như vậy. Dạ, ví dụ như là bây giờ mình tính một lộ trình tâm thôi, một lộ trình tâm xảy ra thì mình xem coi nó có bao nhiêu tâm, có bao nhiêu tâm. Ví dụ như là mắt nhìn thấy cảnh sắc đẹp và cảnh sắc rất đẹp và sanh tâm thích thú. Thì nó sẽ xảy ra ở trong trường hợp thứ nhất, đó là tâm khai ngũ môn. Vì ở đây là cảnh sắc đẹp, cho nên ở đây đó là nhãn thức thọ xả quả thiệt. Mình nhìn thấy cái gì đẹp á, cái gì mà vừa lòng, nghe âm thanh vừa lòng, ăn ngon, ngửi mùi mà mình hợp, thơm, thân xúc chạm êm ái, thì cái đó là thuộc về quả thiện. Quả thiện. Rồi sau đó đó là tâm tiếp thâu, tâm quan sát, tâm xác định. Ở đây với người phàm phu mình khi mà gặp, mặc dù cái quả là quả thiện, nhưng mà đến khi mà cái tâm động lực nó sanh khởi rất khó có được tâm thiện sanh khởi. Mà phần lớn là sao? Từ cái thiện nó hỗ trợ cho bất thiện. Dạ, ví dụ như là có được cái đồ ăn ngon hợp với khẩu vị thì lúc giờ khi mà ăn là ăn bằng gì? Thường là ăn bằng tâm tham. Thì cái động lực ở đây nó là tâm tham. Hoặc là giống mình thấy cảnh sắc đẹp, trong trường hợp này mình ví dụ như là nhãn thức thấy cảnh sắc đẹp thì ở đây phần lớn là hiếm khi là tâm thiện, mà phần lớn là sao? Là tâm tham. Và sau đó đó là na cảnh. Như vậy thì mình xem coi ở trong lộ trình tâm này có bao nhiêu tâm xảy ra. Tại đây mình sẽ có là 1 là khai ngũ môn, 2 là nhãn thức, 3 là tiếp thâu, 4 là quan sát, 5 là xác định cảnh, 7 là động lực. Động lực ở đây thí dụ như là tâm tham, thì ở đây là tâm tham. 7 sát na này, nếu mà một loại tâm tham nào đó, thí dụ tâm tham thọ xả, hợp tà hoặc là ly tà, thì nó chỉ có một loại tâm tham đó. Và sau đó là na cảnh. Thì mình sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mình sẽ có 7 thứ tâm sanh khởi trong một lộ trình tâm. 7 lộ tâm, 7 thứ tâm sanh khởi.
Như vậy thì các tâm có mặt trong lộ trình tâm thứ nhất này thì nó chỉ có 7. Có 7. Và nếu vừa theo cái câu này lộ tâm ngũ môn thời bình nhật cảnh rất lớn, chỉ có một hữu phần vượt qua, mà nó có thể xảy ra đối với trường hợp nãy mình ví dụ là nhãn thức, nhưng mà lộ trình tâm này nó cũng có thể xảy ra đối với trường hợp nhị thức, tỳ thức, thiệt thức, thân thức. Tức là xảy ra 5 trường hợp. Như vậy thì nó sẽ có 5 lộ trình tâm. Có 7 thứ tâm sanh khởi trong một tiến trình tâm xảy ra, nhưng mà nó có 5 lộ trình tâm xảy ra giống như trường hợp như thế này. Đây là nó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai đó là lộ trình tâm ngũ môn thời bình nhật cảnh lớn, có 2 hoặc là 3 hữu phần vượt qua. Ở đây thì người ta vẽ cho mình đó là trường hợp 3 hữu phần vượt qua. Cảnh lớn, chót động lực. Thì ở đây chúng ta sẽ tính tâm. Thí dụ như là bây giờ mắt nghe, tai nghe âm thanh mà cái gì giọng hát của một ca sĩ nào đó, nhưng mà ca rất là dở, mình không có thích. Thì lúc giờ nó là khai ngũ môn, nhị thức thọ xả quả bất thiện, rồi tiếp thâu quan sát xác định động lực. Và cái động lực ở đây đó là vì cái âm thanh đó mình không có thích, cho nên nó chắc chắn là tâm sanh, chứ nó không có tâm thiện được với người phàm phu mình. Thì nó là tâm sanh, thì mình sẽ tìm cái nó có bao nhiêu tâm. Khai ngũ môn, nhị thức, tiếp thâu quan sát xác định, rồi tâm sanh. Thì mình sẽ có đó là một lộ tình tâm này thì mình có 6 thứ tâm. Mình có 6 thứ tâm xảy ra, diễn ra. Nhưng mà bây giờ mình xem coi nó có bao nhiêu tâm lộ, bao nhiêu số lượng lộ tâm thì nó có bao nhiêu. Thì ở đây nãy mình ví dụ là trường hợp là nhị thức, nhưng mà nó cũng có thể xảy ra ở trong trường hợp là nhãn thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Tức là nó có thể xảy ra ở 5 trường hợp với 3 hữu phần vượt qua. Thì mình đã có được 5 lộ trình tâm. Mà chúng ta thấy ở câu trên là nó không phải xảy ra với trường hợp là 3 hữu phần vượt qua không, mà nó còn có thể xảy ra với 2 trường hợp hữu phần vượt qua. Thì nếu mà 3 hữu phần vượt qua nó có 5 lộ trình tâm á, thì ở trường hợp 2 hữu phần vượt qua nó cũng phải có thêm 5 lộ trình tâm nữa. Như vậy thì nó sẽ có 10 lộ trình tâm xảy ra ở trong trường hợp này. Mặc dù tâm thì nó chỉ có 6 thứ trong một tiến trình tâm xảy ra, nhưng mà nó có đến 10 lộ trình tâm. Dạ, thì đó là phần thứ 6, đó là các tâm có mặt lộ trong lộ tâm và số lượng lộ tâm. Thứ 7 đó là lộ tâm ngũ môn xảy ra ở hạng người. Ở hạng người. Bây giờ mình xem coi hạng người nào mà có thể xảy ra, có các lộ trình tâm này xảy ra được. Thì chúng ta thấy là một trong năm thức đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Trong năm trường hợp này á, dù là người khổ, người lạc, vô nhân, chúng ta phải nhớ người ha. Học tới đây là không có cần xem là bao nhiêu hạng người nữa, mà nói đến người là mình phải nhớ là 12 hạng người. Chứ không có làm mà là bây giờ người là bao nhiêu hạng người, là người nào nữa, không có gì nữa. Tức là cái phần người đó là mình đã học nó bao nhiêu lần ở trong phần tâm đó rồi. Lên đây thì chỉ cần người ta nói người xong là mình sẽ biết ra 12 hạng người. Tức là từ người khổ, người lạc, vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân, người sơ đạo, người nhị đạo, người tam bào, người tứ đạo, người sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Thông thường trong lúc mà mình học tâm mà mình tính về người á, thì nói là 12 hạng người, chứ khi mà mình tính là phần lớn là mình bỏ gì? Bỏ 4 người đạo. Là vì 4 người đạo nó chỉ có 4 sát na tâm, mà 4 sát na tâm đó nó diễn ra trong lộ trình tâm ngũ môn, ý môn. Cho nên lộ ý môn, lộ ngũ môn là chắc chắn không có 4 người đạo. Thì bỏ ra 4 người đạo đi.
thì nó chỉ còn lại là 8 hạng người. Dạ. Thì người khổ họ cũng có thể đó là thấy nghe ngửi nếm đụng. Người lạc vô nhân á, cũng là có thể là thấy nghe ngửi nếm đụng. Người người nhị nhân á, cũng có thể là thấy nghe ngửi nếm đụng. Người tam nhân á, cũng thấy nghe ngửi nếm đụng. Bậc thánh tu đầu quần tứ đà hàm a la hàm hoặc a la hán á, đều có thể là thấy nghe ngửi nếm đụng. Dạ. Chỉ trừ trường hợp là sao, ví dụ như là nếu người đó bị mù thì nó mất đi cái phần là thấy, người đó bị điếc thì nó mất đi cái phần nghe. Chỉ khi nào mình bị cái khuyết điểm đó thôi, còn không thì sao, lộ trình tâm này vẫn diễn ra đủ 8 hàng người đó. Đủ 8 hàng người, dù bậc thánh a la hán đi chăng nữa thì các ngài cũng phải là thấy nghe ngửi liên tục, cái đó là bình thường. Mặc dù có thể là lúc người ta đánh thì nó không có phát sinh tâm sân giống như người phàm phu mình. Ví dụ như là lúc mà người ta đồn là ngài Xá Lợi Phất, ngài không có biết giận, dù ai làm gì thì ngài cũng không có giận. Thì một Bà La Môn nghe như vậy thì trong lúc mà ngài đang đi khất thực thì đi theo ngài, rồi từ phía sau đấm một đấm thật mạnh vào cái lưng của ngài, thì lúc đó ngài đau. Tại cái thân là cái thân thịt xương mà, khi mà đánh thì đau. Nhưng mà ngài không có phát sanh tâm sân, vì tâm sân nó đã được đồng trừ, nhưng mà đau thì vẫn đau. Thì đau ở trong trường hợp đó là thân thức nó sanh khởi, thân thức sanh khởi, thân thức thọ khổ nó vẫn sanh khởi bình thường. Chỉ có điều là tâm bất thiện nó không có điều kiện sanh khởi, nó khác với người phàm phu mình, đó là khi người ta đánh mình vừa đau mà sau đó là sao, tâm sân sanh khởi liền. Một là sao, đánh lại. Hai là sao, là chửi lại. Cái đó là điểm khác biệt của người phàm phu với bậc thánh. Thì đó là mình nói về hạng người, tức là có 8 hạng người. Cái dưới thì cũng giống nhau. Thứ hai, cái phần số 8 đó là tình tâm hỗn môn xảy ra ở các cõi. Các cõi. Các cõi thì mình có 31 cõi. Thứ nhất đó là cõi vô tưởng, mình loại trừ nó. Rồi nó phải liên quan đến sắc pháp mà cõi sắc. Như vậy thì mình chỉ còn lại đó là 26 cõi. Mình loại trừ nó từ từ, 26 cõi. Trong 26 cõi đó, cái tâm mà cái lộ trình tâm xảy ra để có được cái cảnh dư, tức là hưởng cảnh dư, thì nó chỉ có ở 7 cõi vui dục giới. Thì nó mới có trường hợp đó là hưởng cảnh dư. Tức là có na cảnh. Như vậy thì lộ trình tâm mà nó xảy ra ở trong trường hợp mà có na cảnh thì nó chỉ xảy ra đó là ở 11 cõi dục giới. 11 cõi dục giới. Trong đó mình có 4 cõi khổ và 7 cõi vui dục giới. Thì cái cõi đó mình phải nhớ 4 cõi khổ là gì. Ví dụ như là mình có địa ngục, ngạ quỷ, bằng sanh, atula. 7 cõi vui dục giới là mình có người, rồi tứ đại thiên vương, rồi đau lợi, dạ ma, đau xúc, hóa lạc, tháo bá tự tại. Mình phải nhớ tên các cõi đó hết, tại cái đó phần đó mình đã học rồi. Trong trường hợp thứ hai, đó là xảy ra trong trường hợp động lực. Động lực thì nó có thể xảy ra đó là ở 26 cõi, nhưng mà nó chỉ một số trường hợp. Ví dụ như là ở cõi cõi phạm thiên, tức là từ cõi sơ thiền trở đi,
thì người ta chỉ còn sử dụng đó là nhãn và nhĩ, tức là người ở cõi phàm thiên á, người ta chỉ còn thấy và nghe, cho phần ngửi, nếm và đụng. Ba cái thức đó nó không có làm việc, nó không có làm việc giống như ở cõi người mình. Cho nên tiến trình tâm này nó chỉ xảy ra ở trong trường hợp với nhãn thức và nhị thức. Còn thiệt thức, thân nhị thức, nhãn thức và nhị thức, còn trường hợp mà tỷ thức, thiệt thức và thân thức nó không có xảy ra. Cho nên trường hợp này, nếu mà ở trong lộ trình tâm ngũ môn mà xảy ra đối với nhãn thức và nhị thức á, thì nó xảy ra ở 26 cõi. 26 cõi. Nhưng mà nếu mà đối với trường hợp tỷ thiệt thân á, thì nó chỉ xảy ra ở 11 cõi giới. Dạ. Rồi 26 cõi đó là gì thì chúng ta phải nhớ cái tên của nó. Để mình biết. Thì đó là phần khái quát về lộ trình tâm. Rồi thì sau thì mình sẽ học chi tiết về cái phần này. Chi tiết thì tại khái quát thì nó cũng hơi làm một tí, nhưng xin nói như vậy để các tử mình biết, để về mình thấy là mình có khả năng bị khuyết điểm phần nào đó, về mình nghe lại các bài giảng trước đây để cho nó rõ. Khi mình học chi tiết thì nó sẽ dễ hơn. Thì đó là phần nội dung bài học ngày hôm nay. Rồi chúng ta nghỉ ở đây, xin mời cô Phúc về chung cầm mic để cho các vị. Dạ, bài học đã kết thúc. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Tamaya, Nam mô Sankhaya. Dạ, con xin thay mặt các học viên trong lớp tụng kinh hồi hướng chư thiên ạ. Akasata chakumata devanaga maitika Bunyang no anumodan tu chirang rakan tu sasanan Akasata chakumata devanaga maitika Bunyang no anumodan tu chirang rakan tu nogaru Akasata chakumata devanaga maitika Bồn nhang no anumodan tu chi rằng ra khan tu nhà ta vô a ca sát tha cha phom ma ta đề qua na ga ma hít ti ca Bồn nhang no anumodan tu chi rằng ra khan tu ba ni no a ca sát tha cha phom ma ta đề qua na ga ma hít ti ca Bồn nhang no anumodan tu chi rằng ra khan tu no sa đa Idang prano bunyang asawa kaya wahang hon tu anagate kale. Dạ, bài học đã kết thúc. Chúng con xin được kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học quy diệu pháp về lộ trình tâm ngũ môn ngày hôm nay. Dạ, kính thỉnh sư nghỉ ngơi ạ. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp quy diệu pháp căn bản online vào các ngày thứ bảy hàng tuần vào lúc 19:30 đến 21:00 giờ Việt Nam. Dạ, con kính chúc sư Tinh Tuệ, kính chúc quý sư, quý cô tu nữ và các đạo hữu mạnh khỏe và được an vui trong cuộc sống để cùng nhau vượt qua đại dịch COVID này. Dạ, kính mời lớp nghỉ ạ. Dạ, con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Con kính chúc sư nhiều sức khỏe ạ. Kính chào đạo tràng. Dạ, con kính tri ân sư. Con kính sư, chúc sư nhiều sức khỏe. Dạ, kính tri ân sư.